Quang Vũ xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hiện tại trước mặt các chú các anh chị là cái vòm Long Bình, thành phố Trà Vinh. Cái này cái đội, ủa đội ghe này đội gì anh? À, thành phố Trà Vinh hả? Thành phố Trà Vinh là phải nồng cốt là Càng Long, Càng Long không? Mấy anh Càng Long đua giỏi đó. Càng Long biên này biên á. À, cái đội này là mạnh nhất hả? Rồi mạnh đó. Càng Long mạnh. Năm nay Càng Long có tham dự gì ra? Hôm nay Trà Vinh mình có cái đội nào mà qua Sóc Trăng thi không ta? Không biết. Có thì Càng Long đi rồi. À chứ Càng Long đi hả? Càng Long đại diện cho thành phố Trà Vinh. Vậy chỉ có Càng Long với bên kia đua lại với bên kia thôi. Đó. Còn cái đội kia giờ mới ra hả? Đó, cái đội kia giờ mới ra rồi hình nè. Đây vui nha. Một, hai, ba. Đó. Đã không? Nghe thấy cái riết gái là mấy mày được quơ nha. Trời ơi, bơi có mấy cái mà nó chạy vào luôn. Mấy người trước ngồi á, bắt đầu khúc sau là quỳ á, khúc giữa là quỳ, khúc sau là đứng á. Cái cây đó bao nhiêu vậy? Cái này anh, cái này là 2 triệu tư. Trời ơi, cái gì là nó bao gồm? Nó chỉ có chống rung này. Chống rung với mình điều khiển mấy cái nút ở dưới. Cái chân này nó theo bộ nó luôn. Tại cái tay mình không cầm được. Ủa anh ở đâu xuống? Sài Gòn hả? Anh có làm YouTube không? Có, nhưng mà quen chưa. Dạ. Xuống đây nào? Em xuống phòng 3 rồi. Dạ. 4 hả? Tối nay với ngày mai là vui, ở ngoài bờ là vui lắm ạ. À. À. À, xin lỗi anh tên gì? Tí xíu xin số điện thoại nghe, tại mình cũng ở gần rồi đó. Ừ, có gì anh em giao lưu chơi. À đúng rồi, mình cũng chưa có xem đưa nghe lần nào. Ở Sóc Trăng là mình được xem rồi, ở đây mình chưa xem lần nào. Ở Long An. À. Đi có ai không hay là đi có mình hả? À? Trời, đi mà. Đó, bơi bơi. Đó, đó. Đây. Đó. Cái ông kia không quên thổi nghe là khỏi bơi luôn. Đó. Để cô gì ngại đó. Đó, đó, còn cái chiếc ghe kia xích vô để cho người ta thi chứ. Giờ anh em còn chạy đó nữa. À, cái ghe này là nó đi vớt lục bình nè. À chứ không phải là cái ghe của dân. À, nó vớt lục bình cho chống giải nặng bơi cho nó sướng. À mình tưởng cái ghe của dân, ghe của dân là dẹp hết đó rồi. Là con coi rất là độc. Đây là hình ảnh của ông Lê Văn Vũ, lãnh đạo đầu tiên của Tivicom, người mà tập thể Tivicom đến ngày hôm nay cũng dành cho ông trọn vẹn tình cảm và sự tin cậy. Đến thăm gia đình ông trong những ngày Tivicom kỷ niệm 25 năm, đây sân khấu, chúng tôi vô cùng xúc động với những lời chia sẻ tấm tình. Đây là hình ảnh nó quay kìa. Phát tâm là người vợ của bác Bảy Hổ. Đây sân khấu, lo rồi quá trời.
Ê, xin lỗi. Được sự quan tâm và tạo điều kiện của Bộ Y tế, tỉnh ủy. Qua đây có cái đồ đua nè. Với sự quyết tâm, năng động, sáng tạo, kết hợp với các bộ viên viên công ty, tiếp theo là một bộ phát triển vượt bậc trong cuộc sống của mình. Những dấu ấn quan trọng như đây chuẩn bị nghe qua góc này đi. Không được. Cho để lên cái cầm mỗi tay quá. Cầm mỗi tay quá. Rồi chuẩn bị chưa? Kìa. Để chạy một chỗ hả? À nó quơ tay không hả? Đó, khởi động. Đó, khởi động vậy đó hả? Thì đang đây coi cho nó vui. Rồi, bẻ tay bẻ chân. Bẻ tay bẻ chân. À, khởi động cho kỹ nha. Bẻ tay bẻ chân rồi cho kỹ chứ. Trời ơi, ông kia ông khởi động mà ông còn hút thuốc nữa. Ông kia hút thuốc nữa sao ông mới đổi. Ông kia hút thuốc nữa kìa. Ông thuốc mới rồi được hả? Ông kia ông hút thuốc nữa kìa. Dạ hả? Đó bơi. Trời ơi. Vô, tới luôn. Wow. Trời ơi. Trời dữ à. Đó. À, mấy ông đó ông tập lắm, ông mệt, ông bơi hết nổi à. Giờ bơi cho khí thế lát hết rồi à. Rồi nói gì ta. Ok. Rồi mình đi qua Ấn Độ bên đây nè. Đây nè bà con coi rất là đông. Mình đang ở bờ kè của Dàm Long Bình, thành phố Trà Vinh, chuẩn bị diễn ra lễ hội đua ghe ngo ở Trà Vinh. Đây, coi chỗ nào cho vô cái. Sao bữa nay áo xanh nhiều vậy ta? Sao phải có áo vàng, áo đỏ rồi mới phân biệt được áo xanh không à? Cái này chắc của ngân hàng tài trợ thôi chứ. Màu xanh không? Chạy vào luôn. Đó, ngưng chèo mà nó còn chạy vào hơn cái máy cu le nữa. Đó. Toàn là màu xanh không à? Đó, rồi cái chiếc này chuẩn bị ra nè. Đó. Rồi chiếc này nữa hả? Đó. Trời ơi. Ngồi, còn ở giữa là quỳ, còn ở sao là đứng rồi chứ. Đó. Cái hai ông sao là bẻ lái. Còn ăn sao là phải đứng, còn ăn trước là ngồi, ăn trước là khỏe hơn được ngồi. Thường thường mấy người mạnh là ngồi là ăn sao hay ăn trước chứ. Mấy người mà khỏe. Mấy người khỏe thường thường là chèo ăn trước hay sao ta. Ở đây chắc chèo ăn trước nè, mấy ông này toàn là bự con không nè. Nè. À, mấy ông bự con ông ngồi trước nè, chắc mấy ông khỏe là ông ngồi trước nè. Đó. Nè, ăn trước toàn mấy ông bự con không? Còn khúc giữa là nhỏ.
nhỏ con đó, xa xa kìa đó, giờ là bắt đầu là sâu xa rồi đó. Rồi cái video của mình tới đây kết thúc rồi, mình tiếp tục cái video sau.